Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Nguyễn Tuấn Anh, anh em Hùng Phan, anh em Đức Nguyễn, anh em Công Huy, anh em Huỳnh Hoàng Anh, anh em Đức Anh, anh em Phạm Hưng và cuối cùng là anh em Quang Trần. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Xin được cảm ơn toàn thể các anh em rất là nhiều. Ngoài các anh em hội viên ra thì tôi cũng xin cảm ơn các anh em viewer ở trên kênh. Dạo gần đây các anh em xem cũng nhiều hơn và cũng tương tác nhiều hơn, đấy, giúp kênh của tôi nó lại bật lên. Mặc dù là cũng chưa có đề xuất ở trên YouTube đâu, nhưng mà đấy nó cũng là một cái tín hiệu gì đấy đáng mừng. Khi mà tôi thấy là có cả những cái nguồn view đến từ bên ngoài thì chắc là tôi nghĩ là các anh em share cho bạn bè các anh em xem thì phải. Chứ còn tôi thì tôi cũng không đi share link ở đâu cả. Từ trước đến nay nó cứ để kênh tự thân thôi đấy. Nhưng mà chắc là các anh em yêu quý, các anh em đi xe. Đợt này anh em cũng thấy là view khoảng 5 video clip, 6 video clip gần đây của tôi tự nhiên nó lại lên view anh em ạ. Chứ còn trước đây chán quá, view càng ngày càng tụt do không có đề xuất ở trên YouTube ấy. Đấy, cả một năm nay rồi có đề xuất tí nào đâu ở trên YouTube đâu. Nó bị một cái không biểu hiểu lỗi gì luôn. Đến chính tôi cũng không biết. Tôi đi hỏi thì mọi người cứ bảo đổi tên. Thì tôi cũng đã đúng thật. Từ khi đổi tên là nó bắt đầu nó bị như thế. Chứ còn trước đây là nó có bị thế đâu. Cái phần đề xuất video ở trên YouTube ấy, nó là 0% luôn. Tôi kiểm tra đúng là không có thêm người mới. Đấy. Người mới thì nó rất là ít. Còn dạo gần đây thì cũng có người mới. Thì tôi nghĩ đấy là do các anh em bạn bè, các anh em share cho nhau. Đó, thì tôi cũng xin được rất là cảm ơn các anh em đó nhé. Anh em nào thì anh em tự biết thôi. Chứ còn tôi cũng không biết là ai cả. Đấy, rất là cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em cứ tương tác nhiều, anh em like nhiều, rồi anh em share nhiều như thế là vui rồi. Đấy, đấy nó cũng là cái nguồn mà để giúp tôi là có thu nhập đấy. Bởi vì là anh em share thì là sẽ có người xem, và nhiều người xem thì nó sẽ có nhiều quảng cáo thôi. Cứ đông vui như thế này lại có cảm hứng làm video clip anh em ạ. Úi rồi, sao Breaker 2 con 2 sao cơ. Cái này thì không thể lường trước được nó lại như này. Thì nhưng mà 9 xin à, 9 assassin, nhưng mà trong cái bộ xin chả có con nào ngon nhỉ. 9 assassin thì cái con nó phải là con ốc cơ. Này 9 assassin thì có ốc thì vẫn chưa lên được 2 sao. Thực ra con sao Breaker ở cái thời điểm hiện tại ấy, thì tôi nghĩ là nó là cái con mà chúng ta làm tiền thôi. Nó giống kiểu con unicorn ấy. Ra được thì cho vào chơi có thể nói là gánh team được ở giai đoạn đầu game, cũng như là kiếm được mấy đồng. Một cái con tướng 2 sao sao Breaker này nó có thể kiếm cho chúng ta được là tối đa là 6 đồng. Nếu mà anh em chơi khéo, mỗi round khi mà anh em ra được 3 con 1 sao ấy, anh em kiếm mỗi con được 1 tiền. Đấy, xong lên 2 sao kiếm thêm được 3 tiền nữa là 6 tiền mỗi con. Nhưng mà tất nhiên là bây giờ tôi có 2 con thì 2 con 2 sao tôi cho vào luôn. Chứ còn tôi không kiếm từng con 1 sao. Như thế thì có thể chúng ta sẽ không có chuỗi thắng. Để cái này đánh ngon hơn. Cái việc có chuỗi thắng thì nó cũng sẽ dẫn đến là 3 tiền mỗi round nó sẽ sớm có thôi. Chứ còn cũng không tiếc gì mấy cái con sao Breaker 1 sao để ăn 1 tiền cả. Trận này tôi thấy là có lẽ chúng ta nên chơi rồng mết anh em ạ. Rồng mết ngon. Trận này mặc dù là không có rớt, không có lick, nhưng mà cũng vẫn có thể chơi rồng mết được. Cái bộ 5 rồng ấy, nó quan trọng là con rồng 5 tiền thôi. Con rớt thì thực ra ngày trước nó có cái vai trò là kích hoạt cái bộ gót đúng không? Đấy, thì bây giờ cái bộ gót chúng ta có đồ rồi, chúng ta có đồ kích gót rồi, nên là nó cũng không có thì cũng không sao anh em ạ. Không có thì vẫn có thể chơi gót được. Quan trọng là con rồng 5 tiền bao giờ phải có cái món đồ mà kích hoạt cái hệ tộc rồng ấy, thì lúc đấy thì mới không cần con rồng 5 tiền. Đấy rồi. Có đồ kích hệ rồng thì bây giờ chỉ cần cho già cầm thôi là già cũng biến thành con rồng. Ok không? Đấy, tôi nghĩ là như này ok hơn này. Mỗi nào sẽ có sách và chúng ta cũng không chơi assassin. 5 rồng 9 mét thì trận này vẫn chơi được. Trong trường hợp mà ra già sớm này, ra 2 sao này là ok luôn.
Bây giờ mấy cái quyển sách ấy nó cũng có thể lên được 11, nếu mà không lên được 12 thì có thể lên 11 thì cũng được rồi, đủ bộ rồi. Lên được 11 là chúng ta sẽ có 5 dòng 9 mét. Đấy. Còn lên được 12 thì ngày trước ấy là nó sẽ có thêm cái bộ gót đúng không? Bây giờ thì có thể có gót luôn. Nếu mà chúng ta có cái món đồ gót thì chơi ở level 11 là đủ. 11 là đủ. Hai gót thôi, chơi hai gót thôi. Không có rớt thì chơi hai gót. Còn nếu mà 11 mà ra rớt thì sẽ là có 4 gót đấy. Bây giờ nó còn có một cái bộ tối thượng nữa cơ, đấy là 5 dòng 9 mét. Nếu mà lên được 12 nhá, sẽ là 5 dòng 9 mét kết hợp với 4 split, kết hợp với 4 gót. Đấy nó gọi là gọi là cụ tổ của tối thượng rồi anh em ạ. Tức là nó phải có rớt này. Nó phải có dòng 5 đô. Đấy, nó phải có rớt có dòng 5 đô. Mà nếu mà có con khan nữa thì nó gọi là perfect. Chưa tính mấy cái con kiểu Squire cũng ở trong cái bộ mét này, hay là con Lick cũng ở trong cái bộ mét nữa. 5 dòng 9 mét, 4 split, line split nữa đúng không? Cả line split nữa. Quá khỏe. Đấy, bây giờ tôi có chuỗi này. Cái round đầu tiên là hơi đen, gặp cái thằng có con Whispersia nó đẻ đệ thì thua thôi. Chứ còn cái tầm này thì cũng ok rồi đấy. Sách này thì tôi cũng sẽ không có cắn vội. Để xem nó có ra 6 human không. Nếu mà không ra thì chúng ta tích từ bây giờ thôi. Lên được 11 thì là sẽ là ok. Lên được 11 nó sẽ có rất nhiều đội hình có thể chơi được. Giả sử như không phải là 9m 5 rồng ấy thì nó có thể là chuyển sang một cái lineup khác cũng ngon. Đấy chính là lineup 5 rồng kết hợp với cả Exit. Đấy. Chơi ở level 11 là sẽ có 6m nữa. Thế được rồi. Bây giờ chắc là mấy cái con Soulbreaker này nó vẫn là cái con gánh cho tôi đấy. Soulbreaker gây đam rất là to luôn. Ui, cái gì đây? Thôi. Chính xác rồi anh em ạ. 5 rồng 9 mét đó là chính xác rồi đấy. Thế này là ok rồi, lấy cái búa xét không nhỉ? Thực ra cái búa xét này cũng ngon mà. Tí nữa cho con Flame. Flame lên được 2 sao hay là Dragon Clay lên 2 sao chơi được. Ác mộng này. Trong trường hợp mà không ra 5 dòng 9 mét có thể chuyển sang Exit. Được chưa? Còn nếu mà trong trường hợp mà còn không ra được Exit nữa mà lại ra con Cream sớm thì có thể là 9m. 9m cũng được. Nên là tôi lại mua cả con cây nữa. Đó. Thằng này chơi ở vô tư đó. Ăn được không? Ăn được chứ. Ok. Già hai mà còn không ăn được nữa thì chịu. Ủa đây Exit à. Vậy là Exit à. Exit mate. Thôi thế này thì là Exit rồi. Exit rồi. Exit 5 rồng kết hợp với cả 6m à, đánh ở level 11. Quá ok luôn anh em ạ. Nó già lên lổ một phát lên 2 sao luôn. Quá đã. Nổ như này là không mất tiền ôm, không bị thọt tiền đâu. Chúng ta sẽ gỡ lại cái số tiền sẽ nhanh chóng đó. Không hề bị thọt tiền tí nào. Rồi, thằng này khá là to đấy, có mèo nhưng mà tôi còn to hơn. Thoải mái đấy bạn ơi. Một quẹt là bay vào. Lên 7 à? Lên 7 định ăn tôi à? Ăn nó sao được. Con già nó, quả đấy nó còn bị trói lại đấy. Chỉ cần phọt được trưởng ra thì là thắng thôi. Già giờ có Berlin phọt trưởng nó cũng nhanh thôi. Mục tiêu của chúng ta trận này là phải lên 12 anh em ạ. Già lên được 2 sao thì 11 đó là quá là bình thường.
già lên được 12 ở round 11 thì có nghĩa là chúng ta cái cơ hội mà đánh 6 human khỏe là nó đương nhiên rồi. Bây giờ chỉ là có hay không ra cái bọn human thôi. Bây giờ thiếu 3 con human nữa. Ra già 2 sao nhưng mà lại không ra human thì quá lãng phí nha anh em nhỉ. Bây giờ có thêm 2 con human nữa là tôi chắc chắn tôi sẽ roll để kiếm cái con human cuối cùng. Đấy, còn nếu mà nó không ra ấy thì tôi cũng sẽ không roll đâu. Đấy, bởi vì khi mà chúng ta roll ấy có thể nó sẽ không ra human mà nó lại ra cái khác cơ. Lúc ấy thì sẽ bị thọt tiền và không up level sớm. Bộ này đẩy cấp thôi. Trừ khi là ra. Ủa, từ từ nhá. Thái to này. À, to gì đâu, to gì đâu. Không, không, không. Tưởng con gấu 2 thì còn sợ chứ. Gấu 1 thì vô tư. Đấy, tiền bắt đầu lên rồi. Bán con orc đi, mua cái con rồng. Orc này chắc là tí nữa thay thôi. Bán orc thì vẫn đủ 9m đúng không? Trên này có rồng 5 đô. Hay là như này. 6m. Ok. Đỡ phải bán. 3 rồng luôn này. Được chưa? Ê, thằng này nhiều hit bơ xia đấy. Nhưng mà cái tầm này thì chịu rồi. Con già nó quẹt phát chết luôn. 6m vào rồi anh em ạ. 6m là được rồi. Quét một phát là bay toàn bộ đội hình địch. Tầm này có thằng nào kẹp cá vào thì may ra mới sống sót. 6m 3 rồng. Đây là human này. Human. Cái vấn đề là round này chúng ta cũng sẽ không lấy được 6 human nhỉ. Có lên roll không? Cái roll bây giờ thì cái slot này có vẻ đang hơi thiếu. Thiếu slot anh em ạ. Với cả thời gian nó cũng không kịp roll. Thôi. Có gì thì tôi sẽ roll ở cái round 20 nha anh em nhé. Trong trường hợp mà không kiếm được cái human, tôi sẽ roll ở round 20. Với căn bản là như này là đủ mạnh rồi. Bài này mục tiêu là nếu mà không lên được 12 chỉ cần lên 11 thôi. Và bây giờ có 7 cuốn sách rồi anh em ạ. Còn có 4 cuốn nữa thôi mà. Đơn giản thôi. Ra rồng à. Cấm đánh à. Trên này có khi là phải chơi cấm đánh á. Nhưng mà có thằng rồng mết kìa. Cũng có thằng trên mết luôn. Không biết là 9 mét hay là rồng mết. Nếu mà không là phải cầu vực thảm đấy. Nhưng mà thôi đấy là cầu vực thảm luôn. Nha anh em nhá. Lấy luôn. Có nhà bắn trưởng là lấy luôn cầu vực thảm cho nó an toàn. Còn mấy cái nhà nhà kiểu đánh tay thì thực ra có nhiều cái cách để counter. Chứ cũng không cần phải là cấm đánh lắm. Cấm đánh sau này nó lấy được cái giáp trừ tà thì nó cũng sẽ giải được thôi mà. Nó có nhiều món để có thể giải cấm đánh lắm. Cả cái giáp Mithili ấy, nó cũng giải cái cấm đánh luôn. Cái giáp xanh dương á, nên là cái việc mà lấy cấm đánh bây giờ nó cũng không quan trọng lắm. Anh em ạ. Sợ nhà mết đối đầu cùng chơi cùng một lap. Này, thằng này nó cũng bắn trưởng luôn này. Đấy. Ui ôi, con già quét kìa. Quét như quét rác luôn. Có lẽ chúng ta đánh ở level 8 đủ rồi. Lên 9 bây giờ thì cũng chả kẹp thêm được cái gì ngon cả nhỉ. Từ từ đã, tích tiền tí đã. Tôi nghĩ là cái chuỗi này nó cũng không dễ dàng có thể mất được đâu. Cũng khó. Chuỗi cộng 10 nhưng mà đang để cái đội hình mạnh nhất ở cái thời điểm hiện tại rồi.
Đấy, bây giờ tôi cũng không tham human. Để cái này là khá là mạnh. 6m 3 rồng mà. Gặp thằng Exorcist này. Ồ, ra này có thua không? Quét thì cũng mạnh đấy. Tôi có 3 con Exorcist ở trong bàn cờ. Trụ nổi không? Được chứ, được chứ, được chứ, được chứ, được chứ, được chứ. Được chưa? Đừng mà thua nhá. Đừng bảo thua nhé, cắt chuỗi luôn. Hay quá. Agali 6 human này. Nhưng mà bán con gì đây? Bán con rồng à? Không. Tôi không muốn bán con rồng. Up 9. Ở level 9 chúng ta sẽ có là gì? 6m kết hợp với 6 human. Đúng không? Đánh ở level 9. Ra già rồi mà. Chúng ta không có 3 rồng nhưng mà chúng ta có 6m kết hợp với 6 human. Thiếu 3 rồng á. Đánh ở level 9 nó được. Đây nó sẽ là cơ hội ở lên 12 đấy. Tranh thủ được rau nào, ăn được rau nào hay rau đấy thôi. Đấy rồi. Sẽ là ăn được. Ui nhưng mà thằng này lên cây 3 anh em ạ. Lên cây 3 à? Lên cây 3 ăn nổi không? Ơ kìa, quét ngu rồi. Ôi giời ơi, quét ngu thì mất chuỗi rồi, con già ngu quá. Mất chuỗi rồi này. Ui quả đấy mà quét trúng vào con cây là ăn rồi. Bị mất chuỗi thằng phe giờ. Cái tsunami à? Cái tsunami này cũng chả có slot cho vào. Bây giờ có chơi mết không? Hay là chuyển sang chơi rồng Exorcist nhỉ? Trận này có mấy cái thằng chơi Exorcist anh em ạ. Chơi Exorcist thì thôi chuyển sang Exorcist cho nó đỡ kiểu bị chia màu ấy. Gặp đối thủ là Exorcist thì chúng ta chơi Exorcist cũng ngon. Có lẽ là tôi sẽ chơi Exorcist thay vì là chơi mết. Chết rồi, già bị đua rồi. Vậy là hai cái round không ăn được round nào luôn. Đung trúng con già thề. Gặp ngay đang 9 warrior. Nó cũng lên 9 rồi. Mạnh rồi. Thôi trận này không lên được 12 đâu anh em ạ. Nhìn tình hình đoán chương trình thôi. Bây giờ cái tầm này thôi 11 là tốt lắm rồi. Round này thì là khả năng là sẽ lên được 11 đây. Kiếm được 3 cuốn sách rồi. Sau đó là tôi chuyển sang rồng mết luôn. Giống mết Exorcist đánh ở level 10 đúng không? Lên 10 đủ. Thiếu con Dragon Clay nữa. Chưa có nhỉ. Exorcist thì bây giờ đang thiếu đúng không? Bây giờ vẫn chưa đủ Exorcist. Thiếu một con Exorcist anh em ạ. Chúng ta đang thiếu con Sound Reaper. Thôi thế chuyển dần dần vậy. Cứ chuyển sang 6m 3 dòng trước đã. Trên này có cả War Fake nhá. Warrior Fake luôn. Warrior hàng Ryu, Warrior hàng Fake, Greater, Exorcist. Cũng là một cái trận đấu mà có rất nhiều lineup khác nhau. Lại có thấy có cả Feather kết hợp với cả Metalist. Hai trận gần đây trận nào cũng thấy có cái bộ này. Cũng hiểu cái bộ đấy nó mạnh ở chỗ nào mà nhiều người chơi ấy nhỉ. Thôi nhỉ, giải tán đi. Tham gì. Nói thật chứ lên 11 là ngon lắm rồi. 11 là chơi kiểu gì thì nó cũng mạnh luôn ấy. 6 Exorcist hay là 9m đều mạnh. 9m 5 rồng. 9m 5 rồng được mà. Ra là con rồng 5 đô là chơi thoải mái luôn. Để kiếm được con rồng 5 đô thì tất nhiên là tôi sẽ up cấp lên sớm rồi. Lên 10 sớm mới kiếm. Thôi ra đầm nó. Dọc thép à. Tí nữa sẽ đổi những cái món đồ này ra món đồ tím thôi anh em ạ. Tất cả những món đồ này đều không dùng đến đâu.
Đồ đang chưa có đồ gây đam phép nhỉ. Bây giờ là mà chúng ta thắng, chúng ta vẫn sẽ có được một cuốn sách. Đấy. Đây là để tôi tính xem là có tiết kiệm để lên 12 không, hay là chúng ta sử dụng sách này luôn. Ui con già kìa, con già quét càng ngày càng ngu vậy. Quét gì quét được, bắn được một con ở góc. May là vẫn ăn. Ê kìa. Đừng bảo một mình con gấu này là solo hết nhá. Flame bây giờ vẫn chưa lên được 2 này. Chính ra là cái bài này là vì con già nó gánh đấy. Con già nó gồng gánh, nó định hình cái đội hình. Chứ còn những cái con ở trong cái bộ mết thì nó cũng chả ra cái con nào ngoài con già. May mắn thật sự luôn. Thôi được rồi. Con già này nó sẽ gánh từ đầu game đến cuối game luôn. Chuyện này tôi tính xem có lên về God Warlock không. God Warlock để chơi với cả cái gì? Chơi với cả Exit. Exit thì chơi God Warlock cũng ngon. Nhưng cái con tướng Exit nó chết đi ấy, thì chúng ta sẽ lấy được cái lượng máu đến từ những cái con đấy. Và cái con co của chúng ta là con ác mộng, nó sẽ không bị chia đôi máu. Rồi 9 mid fake ạ. À quên, 999 warrior fake. Châu phết nhờ. Ôi nhờ, không giết nổi luôn. Điều nhỉ anh em nhờ, thua này. Điều thật. 9 warrior fake chả kẹp cá kiếc gì mà vẫn ăn được. Lỗi thật sự. Đây rồi, có zipper rồi. Vậy là chúng ta sẽ đủ bộ. Zipper Exit à. Nếu mà bây giờ lên level 10 luôn thì sao? Ở round 23. Hay thôi nhỉ. Đời ở round 27 lên một thể. 27, 26. Tích tiền tí, đúng không? Cần kiếm mấy cái con 5 đô mà. Tích tiền chút vậy. Rồi, gặp gờ cho tơ không sợ lắm. Ok, ok, ra bị chói nhá. Trượng hiến tế, quá tuyệt vời luôn. Rồi, cha lại có sách để cắn lên rồi. $50. Khá là ổn. So với cả cái thằng mà đang có cái lượng máu thứ hai ấy thì tôi đang gấp đôi anh em ạ. Đúng là con già gánh thật sự. Ở cái thời điểm hiện tại là tôi đã đủ cái lượng sách để lên được 11 rồi. Yên tâm rồi đấy. Đấy, và khi mà một khi chúng ta đã lên được 11 ấy, nó sẽ là cái đội hình là 6 mét kết hợp với 6 exit. Nó chưa có 5 rồng đâu, nhưng mà 6 mét kết hợp với 6 exit cái đã. Còn 5 rồng thì nó sẽ phải có wizard, nó sẽ phải có rồng 5 đô thì nó mới là 5 rồng được. Đấy, trận này có 9 exit này. Nên là chúng ta chơi exit nó là hợp lý. Không phải là 5 rồng 9 mét mà nó sẽ là exit. Đấy, những cái con exit của chúng ta nó sẽ không sợ. Nó không bị chia đôi máu. Chúng ta có thể đánh được. Đấy, rất là ok. Ui, ra cả rồng 5 đô luôn. Thế thì nó lại thế giới rồi anh em ạ. Quá thế giới. Dao này có nên lóc lại không nhỉ? Lóc lại kiếm được cái cuốn sách ở dao này. Cắn cho nó đỡ phí tiền. Dao sau thì sẽ bán cái con dơ so đi thôi. 5 rồng rồi thì không cần dơ so nữa. 5 rồng 9 mét. Không, có lẽ là chúng ta vẫn sẽ lấy 5 rồng Exit. Đánh 5 rồng Exit thì gặp Exit nó đỡ sợ hơn. Ok. Rồi. Lấy luôn cái giáp băng luôn này.
Ok, tôi sẽ dí luôn lên 10 nha anh em nhá. Mà khi mà lên 10 là lên được 11 đấy. 6 Aegis Seed rồi. Đủ bộ rồi. 5 rồng. 5 rồng rồi. Chưa đủ 6 Aegis Seed à? Phải có Wizard mới đủ. Nếu mà như này thì chúng ta lại sẽ có 5 mét thôi. Chưa đủ 6 mét, phải có Wizard cơ. Rồi ra Wizard vứt cái con rồng rồng mập đi. Rồng mập nó không liên quan đến hệ gì cả. Hệ mết với Exorcist thì có mấy con thổ tộc mết Exorcist rồi. Exorcist tí nữa nếu mà có Wizard sẽ vứt một con đi. Khả năng là sẽ vứt Evil Clan. Nhưng mà tôi nói thật, thế này là tương đối mạnh đấy. Bình thường chỉ cần 3 mét rồi mà, cần gì 6 mét đâu. Đấy, gặp beat này. Ui, nó thổi beat nó bay. Đi luôn không? Chắc là đi. Tôi nghĩ là đi luôn. 17 máu làm sao sống nổi. Đấy, đi luôn. Đây rồi, được không? Clyde. Nhưng mà chính ra cái tầm này cũng chả cần nữa anh em ạ. Lấy Wizard vào đây. Đằng nào sẽ phải bán cái con Dragon Clay đi thôi. Bây giờ chơi tạm rồng mập nữa. Tí nữa cái con rồng mập này nó sẽ bị thay thế mà, đúng không? Cho Dragon Clay vào thay thế rồng mập thì nó cũng thế. Rồi tôi sẽ rèn cái món đồ tím. Ui lấy cái gì đây? Xích là dấu ấn thần thánh. Xích ngon nhá. Đừng có nói là cái dấu ấn rồng thần thánh ra sớm. Xích cũng ngon luôn anh em ạ. Thần thánh có khi chả cần. Tôi thật. Lấy xích dồn nam mạnh hơn, có khống chế. Ok. Đây rồi. Thằng này chắc chắn là đi. Chắc chắn là đi các bạn ạ. Ok. Đấy, 6 mét 5 rồng á. Cũng ra Wizard nhỉ. À ui, chết hết rồi. Với còn là 9 War Fake à. 9 War Fake bây giờ lại còn có chua êm kinh như vậy. Ác thật. Đánh một lúc xong rồi còn đấy chứ. Wizard này. Bỏ này đi đã. Ê à. Hỏng rồi. Thôi. Tôi định chuyển sang cái bài Witcher nhưng mà thôi chả cần đâu. Đấy anh em nhìn này. Cũng cần đâu. Không cần, không cần, không cần. Tôi nghĩ là nếu mà gặp Warrior thì chúng ta nên chuyển sang Witcher. Nhưng mà tôi thấy cái sức mạnh bộ này nó đang mạnh quá. Kẹp hai Wizard vào. Bỏ rồng đi này. Thừa một Exorcist đúng không? Đây. Đấy, đủ bộ nhá. 5 rồng kết hợp với cả 6 mét kết hợp 6 Exorcist. Đánh ở level 11 là đủ bộ luôn. Bộ này dồn đam cực khỏe. Trứng này cũng có thể cho con rồng nha anh em nhé. Trong tình huống mà cần. Còn bây giờ thì chưa. Từ từ đã. Trứng thì cho rồng hoặc là có thể cho con Spectre. Con kiếm hồn cũng được. Exorcist không sợ nữa rồi. Này thì Exorcist này. Quét một phát là bay màu hết. Mặc dù là già tự sát nhưng mà vẫn ăn. Để chết luôn. Ok. Vậy là cái thằng cuối cùng là thằng 9 Warrior thì quá đơn giản rồi. Nhưng mà lại đến ra 30 ạ. Trời ơi, sao phải là gặp luôn tôi nhỉ. Cứ đẩy một phát hai thằng luôn. Kết thúc ở round 29. Quá hợp lý. Nhanh gọn nhẹ.
Tầm này round sau là chắc chắn là ra cuối rồi đúng không? 17 máu kia thì khó có thể thọ được. À, dồn toàn lực này là nếu mà lọt 11 con thì chắc chắn là bay màu rồi. 9 Warrior Fake nó có cái tí đam ở đâu? Đam đến từ cái con Doom thì con Doom nó đã bị phế mất cái Demon. Bây giờ đội hình này tôi vẫn sẽ dồn cho già anh em nhé. À, già đứng đằng sau quẹt đồ đó. Dùng sự chủ yếu là sức mạnh từ đồ. Còn mấy con kiểu Thunder đứng trước thì tôi cũng sẽ không dồn đồ nó đâu. Dồn phát xòe quạt là đi luôn đấy. Ok. Xem là đổi được cái món gì nữa không. Đồ bây giờ chắc vẫn đổ tím thôi. Ok, lại một món nữa có thể dùng được. Hồn chế ra cái gì luôn. Mà thôi không sao. Có trứng tôi đập luôn cho rồng là xong. Hết game rồi anh em ạ, trận đấu đã kết thúc rồi đấy. Bây giờ có chuyển sang 6 cá counter không? Thực ra bộ Exorcist này 6 cá nó cũng chẳng ngàn lắm đâu. Bởi vì đa phần là nó là một quẹt đã chết ngay mà. Đấy, 6 cá thật kìa. Chuyển sang 6 cá rồi. Vứt ốc rồi lại kéo ra là sao? Tại sao nhỉ? Tại sao nó lại không chơi 6 cá? Hay nó đang giấu con ốc, nó đợi dây cuối là nó ném 6 cá vào đúng không? Nhưng mà ôi ôi bạn ơi, cái bộ này nó đâu có sợ 6 cá đâu. Đúng rồi, nó bỏ vào dây cuối anh em ạ. Bỏ vào dây cuối. À không, nó vẫn để 9 warrior à? Thế thì đi rồi, chắc chắn là đi luôn. Tại sao nó không thử bỏ 6 cá vào nhỉ? Mặc dù nó muốn ốc vào rồi đấy. Phải có cái lý do gì đấy chứ, đúng không? Cái lý do là cái gì? Điều thật. Giờ anh em thấy hay ấy, để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hay đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Chúng ta sẽ test lại xem cái bộ Warrior liệu rằng nó có còn là meta nữa không anh em nhé. Tôi chơi Warrior và phải nói thật là nó vẫn còn rất mạnh. Và nếu mà đã lâu rồi anh em chưa xem cái bộ God Bomb tối thượng thì anh em hãy chọn clip bên phải anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.